Liên Hoan chào mừng tất cả quý vị, các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, quả thật thời gian không chờ đợi ai cả. Với sự năng động của tuổi trẻ, sự thích ứng với những điều kiện xung quanh sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Điều đó là điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi trong chương trình Chinh Phục Thời Gian. Chinh phục thời gian, chinh phục bản thân, chinh phục những thành công trong cuộc sống. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn cách thức chinh phục thời gian của các bạn thí sinh trẻ trung và năng động của chương trình. Nhưng đó không phải là một sự chạy đua với thời gian trong căng thẳng, mà chỉ là những giây phút thư giãn thoải mái thông qua các pha xử lý tình huống khéo léo và cũng rất vui nhộn của họ. Trong tất cả mọi người trong chúng ta, không ai một lần gặp khó khăn vì thời gian. Nếu như có điều kiện nhìn lại những khoảnh khắc vội vàng trễ giờ vì công việc, quý vị sẽ không tài nào nhín được cười vì hình ảnh ấy rất là quen thuộc, giống như các thí sinh trong chương trình Chinh Phục Thời Gian của chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta hãy dành cho bạn thí sinh của ngày hôm nay một tràng pháo tay cổ vũ thật nhiệt liệt. Xin chào các bạn. Xin chào bạn. Xin chào bạn. Xin chào anh Hoàng Hiệp và bạn Thanh Huyền. Bạn có thể giới thiệu tên của bạn được không? Mình tên là Khắc Duy, vui vẻ, độc thân, thích đủ thứ và đến từ trường Đại học Ngoại thương. Thích đủ thứ? Ví dụ như là thích thứ gì vậy? Mình thì thích nhất là âm nhạc, xem phim, coi báo, đọc sách, đi bơi hoặc là các buổi party, picnic chung với các bạn. Bạn của chúng ta sở thích rất là nhiều, vậy thì bạn có điểm gì đặc biệt không? Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng bạn bè thì nói mình rất có năng khiếu lãnh đạo. Nhưng mà nếu mà muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt thì bạn cũng phải biết cách quản lý thời gian cũng như là bố trí nhân sự cho phù hợp với từng vị trí. Bạn có bao giờ gặp trục trặc về việc sắp xếp thời gian chưa ạ? Thật sự là có một lần mà mình bị cảm nhẹ, uống thuốc và quên giờ tàu chạy. Khi thức dậy thì hốt hoảng vác ba lô chạy ra sân ga, thì khi đó tàu đã bắt đầu chuyển bánh. Mình quên hết mọi thứ và lao theo tàu, rất may là lần đó là không bị bỏ lại. Nhưng mà từ đó thì mình cũng có một cái kinh nghiệm là cứ mỗi lần mà có một cái công việc quan trọng cần thức dậy sớm thì mình nhờ người đánh thức để chắc ăn. Đây quả là một kinh nghiệm rất là ly kỳ của bạn. Nhưng nếu lần sau mà bạn có bị cảm thì tốt nhất là bạn nên dùng những loại thuốc cảm cúm mà không gây buồn ngủ như là Panadol cảm cúm của chúng tôi. Giờ hôm nay đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian, bạn sẽ tiếp tục chạy đua với thời gian, nhưng lần này sẽ không căng thẳng đâu mà rất là vui nhộn. Hy vọng rằng bạn sẽ tự tin để chinh phục thời gian trong chương trình ngày hôm nay. Rất mong là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bạn thí sinh Khắc Duy bước vào vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của chương trình Chinh Phục Thời Gian. Các bạn thân mến, bạn Khắc Duy của chúng ta đến với chương trình Chinh Phục Thời Gian sẽ tham gia một trò chơi vui nhộn nhanh nhất có thể, bởi vì bạn chỉ có 99 giây để cho thực hiện hai vòng thi. Nếu trong vòng 1 bạn sử dụng thời gian càng ngắn thì ở vòng 2 bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Và trong vòng 1 này, nếu như bạn chinh phục thời gian dưới 49 giây, bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 2 triệu đồng. Trong vòng 1 này thì bạn Khắc Duy, bạn sẽ có 9 trò chơi để lựa chọn. Và 9 trò chơi đó là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi trên màn hình. Xin mời bạn. Hiện giờ trên màn hình đang có 9 bảng logo và phía sau mỗi bảng logo sẽ là một trò chơi. Trò chơi của bạn hôm nay là gì sẽ phụ thuộc vào bạn. Khán giả có thể gợi ý cho mình chọn bảng nào không ạ? Số mấy các bạn? Số 2 hay số 1? Số 2. Số 3. Còn bảng số mấy? 2. Số 2. Có một vài bạn đưa số 1 và số 1 cũng là số mà mình yêu thích, thành ra mình sẽ chọn số 1. Bây giờ thì chúng ta hãy xem bảng số 1 là trò chơi gì nha. 1, 2, 3. Bảng số 1 đó là trò chơi búp bê bằng hơi. Bạn Khắc Duy thân mến, bạn đã bao giờ thử thổi vào một vật gì đó như là phao để đi bơi nè, gối hơi mình nằm nè, hoặc là bong bóng chưa? Duy nghĩ là thời hiện đại thì chắc không ai dùng miệng để thổi đâu Thanh Huyền. Nhưng mà chắc trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như là lần đầu tiên hẹn người yêu mà bé xe sẹp lớp, chắc cũng phải dùng hết công lực quá à. Bây giờ thì bạn hãy thử sức và kiểm tra lại tính nhanh nhẹn của mình trong trò chơi của chương trình ngày hôm nay nhé. Và nếu mà bạn chiến thắng trong chương trình này thì có nghĩa là bạn sẽ không phải lo ngại vấn đề sẹp bánh xe khi đi hẹn hò với người yêu nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bạn Khắc Duy trong vòng 1 với trò chơi búp bê bằng hơi. Luật của trò chơi này như sau. Ở đây chúng tôi chỉ có duy nhất một con tôm làm bằng nhựa thổi, và nhiệm vụ của bạn là phải bơm phồng con tôm này lên. Đối với phần mình của tôm thì bạn sẽ phải dùng bơm chân, còn đối với phần đuôi của tôm thì bạn sẽ phải dùng bơm tay.
Bạn nên nhớ là những ống bơm hơi của chúng tôi rất nhỏ cho nên bạn phải dùng rất là nhiều sức, cũng như là phải đủ hơi thì con tôm này mới có thể phồng lên được. Bạn có thấy trò chơi này khó lắm không bạn? Mình nghĩ là trò chơi này chắc là hữu dụng vô mô, giờ chẳng có dùng kế gì hết mà phải dùng sức của mình thôi. Đúng rồi đó bạn. Và bây giờ thì trước khi bắt đầu trò chơi này thì bạn Duy, bạn có muốn thư giãn một chút bằng cách thể hiện một năng khiếu gì đó cho quý vị khán giả cùng thưởng thức được không ạ? Mình sẽ thể hiện một đoạn ngắn của một ca khúc Can't Help Falling in Love with You. Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho bạn Duy của chúng ta. Mình xin hát một đoạn thôi nha các bạn. Why men say only food Russian, but I can't help falling in love with you. Và như vậy là Khánh Huyền tin rằng chỉ với một ít phút có thể khởi động bằng bài hát yêu thích của mình thì bạn Duy chắc chắn là sẽ chinh phục được trò chơi này. Bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta cùng đếm 1, 2, 3 để trò chơi được bắt đầu. 1, 2, 3 bắt đầu. Xin mời bạn, bạn phải bơm nhanh lên, phải nhanh lên, phải nhanh lên nữa. Con tôm vẫn chưa thể phồng lên được, phải nhanh hơn nữa bạn ơi, phải cố gắng lên. Các bạn khán giả chúng ta hãy vỗ tay thật lớn lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên, quay cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Lớn lên nữa các bạn ơi. Con tôm vẫn chưa thể phồng lên, cố lên. Con tôm ngày càng bự lên. Nhanh lên bạn. Ống bông hơi nhỏ quá, bạn Duy không có một lúc bông nhiều quá được. Sắp dưỡng, đứng lên rồi. Tiếp theo nào. Một chút xíu nữa thôi, cố lên nào bạn, cố lên nào bạn. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm, nhanh lên nào, nhanh lên, bây giờ sẽ là bông đuôi. Nhanh lên, 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 nhanh lên. Nhanh nữa lên, nhanh hơn nữa lên, nhanh nữa lên, nhanh nữa lên, bây giờ tôi sẽ kiểm tra, vẫn chưa được, nhanh nữa lên, nhanh nữa lên. Cố lên, 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 cố lên. Bạn thấy công việc này như thế nào? Có tiếp theo cho bạn một chút kinh nghiệm nào trong việc bơm bánh xe để hẹn hò người yêu hay không? Qua trò chơi này thì chắc là mình khám phá thêm một khả năng mới của mình. Đó chính là gì ạ? Đọc và nín thở trong 99 giây. Hay quá! Mà tại sao mà bạn vừa đạp mà bạn nín thở thì bạn thở lúc nào? Bây giờ thì bạn đang thở đi anh Hòa Hiệp. Và bây giờ thì vừa rồi thì bạn hơi kém tự tin vì bạn nói là bạn đã phải nín thở và đạp liên tục trong vòng 99 giây. Nhưng tôi tin chắc là bạn Duy đã không sử dụng hết 99 giây của mình đâu. Và bây giờ là giây phút rất là hồi hộp của bạn Duy của chúng ta. Không biết đồng hồ dừng lại con số mấy. Hãy nhanh nhanh nhìn đồng hồ thôi Thanh Huyền ơi. Đồng hồ đang dừng lại ở con số 27 giây. Nhưng... có nghĩa là bạn Duy của chúng ta ở trong vòng 1 này đã sử dụng hết 72 giây. 72 giây, một con số quá lớn, và như vậy đã vượt quá 49 giây, tức là thời gian giới hạn để bạn có thể đạt được 2 triệu đồng của chương trình. Nhưng không sao, bạn Duy của chúng ta sẽ tiếp tục vào vòng 2 với trò chơi đoán thời gian bí ẩn. Nhưng trước khi chúng ta bước vào vòng 2 thì hãy thư giãn một ít phút thôi. Chúng ta sẽ quay lại với chương trình Chinh phục thời gian. Tinh hoa của ẩm thực Việt Nam là món phở. Hãy thưởng thức phở xưa và nay với bánh phở làm từ gạo thơm và nước súp cốt thịt ngon đậm đà. Phở xưa và nay, tinh hoa của ẩm thực Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Chinh phục thời gian. Các bạn thân mến, bạn Khắc Duy của chúng ta trong vòng thi thứ nhất vẫn chưa chinh phục với trò chơi búp bê bằng hơi. Bạn đã sử dụng hết thời gian 72 giây, có nghĩa rằng trong vòng 2 này bạn chỉ còn 27 giây thôi. Luật chơi của trò chơi này như sau. Bạn Khắc Duy, bạn sẽ phải điều chỉnh kim đồng hồ bằng cách bấm nút xác nhận ở phía bên kia. Và khi đó thì bạn hãy chú ý hai mũi tên hướng dẫn của chúng tôi trên đồng hồ lớn. Khi mũi tên hướng lên xuất hiện, tức nghĩa là bạn phải tăng thêm giờ. Và khi mũi tên hướng xuống xuất hiện, bạn phải giảm giờ lại. Khi bạn đã chọn được đúng chính xác giờ, có nghĩa là bạn sẽ phải điều chỉnh kim phút thật chính xác. Và nếu điều chỉnh kim phút của bạn vượt quá 360 độ trên mặt đồng hồ sẽ làm lệch giờ.
Và như vậy thì chúng ta sẽ không phải công nhận số giờ chính xác của bạn, đúng không? Và trong vòng 2 này, bạn sẽ có 2 giải thưởng. Giải thưởng thứ nhất, nếu như bạn chỉ đoán trúng phần giờ thôi, bạn sẽ nhận được phần thưởng của chương trình là 2 triệu đồng. Và phần thưởng cao nhất của chương trình này, nếu như bạn đoán trúng chính xác phần giờ và phần phút, bạn sẽ nhận được phần thưởng là 9 triệu đồng. Như vậy thì 27 giây, 9 triệu đồng và đoán thời gian bí ẩn. Bạn đang suy nghĩ gì hả bạn Duy? Mình hy vọng rằng thần may mắn sẽ mỉm cười với mình ở vòng này. Không biết là có được vinh dự mang lại may mắn cho bạn hay không, khi mà tôi sẽ giới thiệu với bạn là chúng tôi có quyền chọn thêm thời gian cho bạn. Chúng tôi có 4 bảng thêm thời gian, đó là các bảng 5 giây, 10 giây, 15 giây và 20 giây. Và thời gian dài hay ngắn tùy thuộc vào sự may mắn của bạn. Một lần nữa mình xin nhờ sự trợ giúp của khán giả. Khán giả có thể gợi ý cho mình chọn bảng số mấy không ạ? Số mấy vậy các bạn? Số mấy các bạn? 142, 142. Mình lại tiếp tục thấy một số bạn nữ số 1. Mà số 1 lại là số yêu thích của mình, do đó mình tiếp tục chọn số 1. Vậy thì chúng ta hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với bạn ở bảng số 1 này. Xem coi bảng số 1 được bao nhiêu thời gian nào. 27 giây sẽ cộng với 5 giây. Như vậy là bạn chỉ có 32 giây cho trò chơi này. Với 32 giây, bạn nghĩ là bạn có thể làm nên kỳ tích không bạn Duy? Mình sẽ cố gắng hết sức. Quỳ Hiệp nghĩ rằng hay không bằng hên, có đúng không bạn Duy? Bây giờ bạn hãy tự tin để chiến thắng ở vòng thi thứ 2 này nhé. Bây giờ bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta vào vị trí. Không biết trong vòng 2 này, bạn Duy của chúng ta có chinh phục được trò chơi đoán thời gian bí ẩn hay không? Chúng ta hãy cổ vũ và chúc cho bạn ấy thành công. Bây giờ thì hãy cùng nhau đếm 1, 2, 3 để trò chơi được bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. Tự tin lên bạn, bây giờ bạn đang quay đến 8 giờ. Chúng ta bắt đầu. Phải tăng giờ lên, tăng giờ lên. Nhanh lên nào, tăng giờ lên, tăng giờ lên. Bấm tiếp nhận nào. Bây giờ phải tăng giờ lên nữa. Phải nhanh hơn, phải tăng giờ lên. Bây giờ là 10 giờ. Phải tăng giờ lên nữa. Cố gắng lên nào, bây giờ là 11 giờ. Chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đoán phút. Mũi tăng xuống xuống đi. Giảm phút lại. Bây giờ bấm đi nào. Giảm phút lại nữa. 1, 3, giảm phút lại. 1, 2, 3, giảm phút lại. Thật là tiếc có phải không nào? Như vậy là có thể thấy là quý vị khán giả cũng đã rất tiếc cho bạn. Chúng ta tiếp tục lắng nghe kết quả, xin mời bạn. Như vậy là 32 giây đã trôi qua và bạn Khắc Duy vẫn chưa chinh phục được thời gian bí ẩn của chúng tôi. Bây giờ thì Hòa Hiệp sẽ mau mau ra để lật lên cái bảng thời gian bí ẩn của chương trình xem coi thời gian là con số mấy mà hồi hộp đến như vậy. 1, 2, 3. Đó chính là 11 giờ 4 phút, chỉ có 1 phút thôi. Bạn thấy chưa, chỉ có 1 phút thôi, chúng ta phải chạy đua với thời gian để có thể đạt được những thành công trong cuộc sống. Và thành công trong chương trình này là gì? Đó chính là phần thưởng 9 triệu đồng đã vụt khỏi tay bạn. Thật tiếc có phải không nào? Nếu như bây giờ cho bạn quay ngược lại thời gian, bạn sẽ làm gì? Có lẽ là khi chỉnh kim phút mình sẽ bình tĩnh hơn và mình tin là mình sẽ chỉ đúng thời gian. Và như vậy thì với việc đoán chính xác giờ thì bạn Khắc Duy đã giành được một phần thưởng của vòng 2 trị giá là 2 triệu đồng. Còn với phần thưởng ban đầu của chương trình thì hiện giờ bạn đang có một phần thưởng tổng cộng là 4 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Thanh Huyền ơi, quả là thời gian không chờ đợi ai cả. Xác suất chỉ 1 phút thôi mà chúng ta đánh mất cơ hội ngàn vàng dành cho chúng ta, có phải không Thanh Huyền? Nhưng dù sao gì bạn Đức Duy của chúng ta đã chiến thắng được ở vòng 2 là đoán được thời gian giờ và nhận được phần thưởng ban đầu của chương trình tổng cộng là 4 triệu đồng cùng với những giây phút thư giãn thật là sôi động cùng với chương trình chinh phục thời gian. Nếu như quý vị và các bạn muốn là thí sinh tham gia chương trình chinh phục thời gian thì hãy đăng ký theo địa chỉ công ty cổ phần Lastar, số 23 Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và đừng quên đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 19:30 mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lastar. Xin cảm ơn nhãn hàng Panadol cảm cúm đã tài trợ cho chương trình này. Giờ thời gian dành cho chương trình đã hết. Thanh Huyền và Hòa Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào Chủ nhật tuần sau với chương trình Chinh phục thời gian. Còn 300 nho nữa. Lên lên. Rồi, chiến thắng rồi. Bây giờ bạn chỉnh kim phút nào. Cố gắng lên nào. Rồi, bạn phải tăng phút lên.